Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh điểm tin bóng đá và sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo Thái Lan lên án sự việc huấn luyện bị làm khó bởi nước chủ nhà SEA Games. Báo Trung Quốc sự chỗ dậy mãnh liệt của Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc sợ hãi. Việt Nam vô địch SEA Games 30, chữ nhẫn của phù thủy Park mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo Thái lên án tố chủ nhà Philippines làm khó thầy Park ở SEA Games Ngoài vấn đề về chuyên môn thì một trong những chi tiết được chú ý trong trận chung kết nội dung bóng đá Nam ở SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đó là việc chiếc thẻ đỏ của huấn luyện viên Park Seo. Theo báo chí Thái Lan thì sự việc thầy Park bị làm khó sau khi nhận chiếc thẻ đỏ ấy là rất đáng lên án. Cụ thể, trang Fox Sports, phiên bản tiếng Thái trong bài viết mới đây đã đề cập những chuyện đã xảy ra sau thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thẻ đỏ từ trọng tài Mazet Al Samrani, người Ả Rập Xê Út. Theo chuyên trang viết về thể thao rất uy tín này của Thái Lan, thì sau khi nhận thẻ đỏ vào đường hầm của sân Royal, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị làm khó bởi một số nhân viên của sân. Những chỉ thị của huấn luyện viên Park Hang-seo sau thời điểm ông bị truất quyền chỉ đạo dành cho các trợ lý để cho các trợ lý thông tin đến các cầu thủ U22 Việt Nam đang thi đấu trên sân cũng gặp không ít trở ngại từ phía các nhân viên của sân bóng đá Rizan. Còn diễn biến trên sân lúc đó cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải tranh cãi khá nhiều với một số người thuộc ban tổ chức sân. Ở thời điểm sau khi ông bị thay đỏ vào đường hầm và buộc phải lên khán đài ngồi quan sát các cầu thủ bên dưới. Các quan chức của VFF khi đó cũng có mặt ở sân, cũng phải lên tiếng để bảo vệ vị huấn luyện viên của đội tuyển U22 Việt Nam. Ở cuối bài viết thì trang Fox phiên bản tiếng Thái viết về huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park là cái tên đã đi vào lịch sử thông qua việc giúp cho bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có huy chương vàng ở SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Việt Nam vô địch SEA Games 30, chữ nhẫn của phù thủy Park Hang-seo. Nhìn cái cách binh đoàn rồng vàng nhún nhường rồi từng bước bóp nghẹt U22 Indonesia mới thấy chữ nhẫn trong lối chơi của Việt Nam đã được thầy Park nâng lên một tầm nghệ thuật Thưa quý vị và các bạn, xem lại trận thắng U22 Indonesia với tỷ số thuyết phục 3-0 mới thấy được sự tinh quái và cao tay của phù thủy Park Trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Indra Siafri, thầy Park đã thể hiện sự vượt trội nhờ kinh nghiệm trận mạc và sự giả dơ. Bí quyết thành công của thầy trò huấn luyện viên Park được gói gọn bằng một chữ duy nhất, đó là nhẫn. Thực tế trên sân cho thấy là binh đoàn rồng vàng đã chủ động răng cái bẫy về lòng kiên nhẫn và cuộc đua về thể lực và Indonesia đã quá tự tin vào khả năng đánh bại ở Việt Nam, khát khao phục thù ở trận thua tại vòng bảng đã sập bẫy một cách thảm hại. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, Indonesia đã dồn đội hình lên để đánh phủ đầu chúng ta. Ý tưởng của huấn luyện viên Indonesia là cực kỳ táo bạo và quyết đoán. Tuy nhiên, càng tấn công thì đội bóng áo đỏ càng nôn nóng vì không thể nào tìm được đường xuyên phá khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Từ phút 30 trở đi, các tuyển thủ Indonesia đã bắt đầu thấm mệt và sức tấn công cũng không còn mạnh mẽ như đầu trận. Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này. Thứ nhất là Nguyễn Đức Chiến thi đấu khá hiệu quả trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó thì cặp song sát Nguyễn Tiên Linh và Hà Đức Trinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi mồi, di chuyển rộng và lôi kéo phá sức hàng thủ Indonesia. Một điểm đáng chú ý khác là thầy Park chỉ đạo các học trò bóp nghẹt những miếng đánh biên của Aslavi và Samdani Thầy Park đã bố trí 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân thi đấu cơ động và bọc lót cho nhau khá hiệu quả và Indonesia như hút đầu vào tường phòng ngự bê tông cốt thép. Đến lúc này thì ông Indra Sjafri đã yêu cầu các học trò chơi tấn công trung lộ dùng những pha bật tường kỹ thuật đánh vỡ mặt U22 Việt Nam. Nhưng sự ứng phó linh hoạt này của huấn luyện viên Sjafri cũng không hiệu quả. Hạm thành liên tục Indonesia bộc lộ sự xuống sức và suy giảm về mặt thể lực và đó là thời điểm thích hợp để cho chúng ta vùng lên. Pha đánh đầu mở tỷ số 1-0 của Đoàn Văn Hậu là hệ quả tất yếu. U22 Việt Nam tận dụng tốt ưu thế chiều cao để hạ gục Indonesia. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đánh sập hàng thủ Indonesia bằng những tình huống bóng bổng phù hợp đa phạt. Còn nhớ trong trận đấu ở vòng bảng thì cũng chính Đỗ Hùng Dũng chuyền bóng cho trung vệ Nguyễn Thành Trung bật cao đánh đầu, chéo góc gỡ hòa một đều cho Việt Nam sau khi mở điểm, Văn Hậu có động tác đốn tim người hâm mộ. Cụ thể, hậu vệ này dùng hai tay ra dấu mọi thứ mới chỉ bắt đầu. U22 Việt Nam đã phải giữ tập trung và kiên nhẫn. Có thể thấy là thầy Park đã chui rèn cho các học trò của mình tinh thần là thắng không kiêu và triệt để tuân thủ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. Chúng ta thi đấu tập trung, nhẫn nhịn, chờ cơ hội tung đòn kết liễu và điều gì đến đã đến, Hùng Dũng thực hiện pha kết thúc hiểm ở đẳng cấp cao, gia tăng cách biệt 2-0 và pha đệm bóng ấn định kết quả 3-0 là cho thấy sự vô đối của U22 Việt Nam trước Indonesia. phải nhận thẻ đỏ ở SEA Games, huấn luyện viên Park sẽ không còn quyền chỉ đạo ở trận kế tiếp. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia tối ngày 10 tháng 12 vì lỗi phản ứng. Phút 77 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia khi tỷ số đã là 3-0 thuộc về U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo đã có những phản ứng khá gay gắt với trọng tài bàn về tình huống trọng Hoàng bị phạm lỗi nhưng không được hưởng quả đá phạt. Sự phản ứng gay gắt của ông thầy người Hàn Quốc khiến trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp và chốt quyền chỉ đạo của ông. Điều này buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải bàn giao lại nhiệm vụ của mình trong cabin cho trợ lý Lee Yang-jin để tiếp tục chỉ đạo U22 Việt Nam thi đấu những phút cuối trận. U22 Việt Nam sau đó đã chơi cực hay và bảo toàn được tỷ số 3-0 Trung Quốc. Khi trận đấu còn 5 phút nữa là kết thúc thì ông Park đã di chuyển vào đường hầm, sau đó quay ra ăn mừng cùng các học trò. Được biết, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, FIFA chính thức đưa vào áp dụng điều luật phạt và thẻ vàng đối với cả huấn luyện viên và thành viên ban huấn luyện. Vào tháng 4 năm 2018, FIFA, cơ quan đầu não bóng đá thế giới, lên dự luật về những hình phạt có thể xảy đến với các vị huấn luyện viên. Sau khi FA, Liên đoàn bóng đá Anh, áp dụng khá thành công vào giải đấu hàng đầu thế giới Premier League, FIFA chính thức tuyên bố điều luật này phải được thực thi toàn cầu kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Theo luật này, các huấn luyện viên cũng như các cầu thủ sẽ bị nhắc nhở, nhận thẻ vàng cảnh cáo hoặc bị truất quyền chỉ đạo tùy theo mức độ nặng nhẹ. Ứng xử không phù hợp theo FIFA bao gồm các hành động sau, công kích trọng tài, đá, ném chai nước, vỗ tay châm biếm hay cợt nhà. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến nay, thầy Park đã phải nhận hai thẻ vàng cũng bởi luật mới này. Đầu tiên là trong trận đấu với Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại khu vực World Cup 2022. Ông Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam bị trọng tài cảnh cáo vì hành động nóng nảy với người đồng nghiệp Akira Nishino. Và sau đó là chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games vào tối mùng 10 tháng 12. Tuy nhiên may mắn là chiếc thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30 với Indonesia không khiến huấn luyện viên Park Hang-seo bị phạt tiền hay tức quyền chỉ đạo trận kế tiếp. Theo quy chế môn bóng đá SEA Games, cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện bị phạt thẻ đỏ đều không bị phạt tiền Huấn luyện viên Park nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng cũng không bị cấm chỉ đạo ở kỳ đại hội tiếp theo hay các trận đấu kế tiếp của Việt Nam ở cấp độ U23 lẫn đội tuyển. Nhưng nếu thẻ đỏ có tính chất nghiêm trọng, ban tổ chức có thể xem xét đề xuất án phạt nặng hơn. Nếu huấn luyện viên Park dính thẻ đỏ ở những trận đấu từ vòng bảng đến bán kết, ông sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu kế tiếp. Nhưng chung kết SEA Games là trận cuối cùng nên thẻ đỏ được xóa. Cầu thủ hoặc huấn luyện viên nếu nhận thẻ vàng ở hai trận vòng bảng sẽ bị cấm tham gia trận kế tiếp. Chẳng hạn như tiền vệ Siang Chan The của Campuchia bị treo giò ở trận bán kết với Việt Nam sau khi lĩnh hai thẻ vàng ở vòng bảng. Còn nếu cầu thủ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng, một thẻ ở bán kết, họ không bị treo giò ở chung kết như trường hợp của trung vệ Nguyễn Thành Trung. Một bóng đá SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hay châu Á AFC. Nếu huấn luyện viên Park phải nhận thẻ đỏ ở một trận chung kết của các giải đấu thuộc hai tổ chức kể trên, ông sẽ bị treo quyền chỉ đạo ở trận kế tiếp của giải đấu đó. Chẳng hạn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, nếu nhận thẻ đỏ ở trận cuối cùng gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ông sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đầu tiên vòng loại thứ ba trong trường hợp Việt Nam đi tiếp. Còn nếu huấn luyện viên Park nhận thẻ vàng ở hai trận khác nhau, ông không bị treo giò ở trận đầu vòng loại thứ ba. Ở từng giải đấu cụ thể của FIFA hoặc AFC, ban tổ chức có thể bổ sung thêm quy định về án phạt. Ban kỷ luật cũng có thể xem xét phạt nặng hơn, chẳng hạn như treo giò hai trận đấu nếu cầu thủ có thể đỏ trực tiếp vì hành vi vào bóng thô bạo. Như trường hợp của huấn luyện viên Park trong trận chung kết hôm 10 tháng 12, khả năng ông phải nhận án phạt nguội là gần như không có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.